Dạ Vũ, xin chào bà con cô bác trên YouTube. Hôm nay hàng mới về. Trước tiên em sẽ quay. Hôm nay em có cặp bánh ăn phục sao cọp tại 22 nè. Đó, sớm giờ mấy anh mà dặn phục cọp nè, tới trần điện lại không bắt máy. Vậy không, đầu lòng cọp kim 125 về nè, mà em điện lên người ta cũng không bắt máy. Thôi đi, bây giờ gấp cặt tay cọp luôn nè. Nè, khui ra hoàn toàn em không có chùi, chưa có chùi luôn đó, nhưng mà bên trong cái lòng nó mới vậy nè. Gấp cặt tay 22, phục trước 22. Phục trước 22 không có miếng bận luôn, cái này nó dính nên dính nhớt, không có phải chày. Đây là 2022 nè ha. Rồi cặp phục trước là 2022. Siêu cọp luôn. Cái này thì dính đó, hoàn toàn không có chày. Ở dưới chân này là hơi rậm, như hơi dính nhớt có chày. Cứ chạy đường nhỏ này không quan trọng đâu, quá chạy nhỏ này. Cặp kiến kim 125 cũng cọp luôn, cũng cái xe này gỡ ra. Mà cái đầu chạy rất lết ha. Rất lết luôn. Bên đây thì không có thấy. Rồi cặp kiến kim 125 này á thì cái giá bán là 400. Ha. Cái bộ gấp cặt te này thì 1.8 triệu. Cặp phục này gấp với cặt te chung là 1.8 triệu. Cái đũa này thì chung với bộ ốc. Cái cùi dĩa, cái cùi dĩa thì 450 chưa khui. Cùi dĩa rất là cọp luôn, có nước son hẳn. Hàng này, hàng xe này sẽ cọp. Bộ ốc cọp nhớ em đấy, và bộ ốc với đũa, cốc trước cốc sau đó, thiếu ốc máy. Chịu ốc thì chịu 7. Còn cái này là gắt chân nhôm, nó có bị chưa có cửa, nó bị ố á. Chất cái này là kêu cái chất phấn, dòng chất phấn. Cái này là chất phấn của nhà máy sản xuất. Đời 22 luôn. Đó. Rồi gắt chân nhôm kim 125 giá 900.000. Cặp phục sao này 22. Siêu cọp. 1.9 triệu. Đó, đát 22 trên đầu ha. Siêu cọp 1.9 triệu luôn. Như mới. Từ bút lông hãng đã quẹt nè, còn sạch trơn luôn ha. 1.9 triệu. Rồi cặp bánh này á. Cặp bánh này nó gỡ về nó bị cắn chày vậy nè. Còn mấy cái này là siêu cọp luôn, em không phải cần cọp gì nữa hết, siêu cọp luôn nè. Cái xe này á, hôm bữa chạy là có 9 cây số thôi. 9 cây số gỡ ra. Này cái này hoàn toàn không có chùi luôn mà nó mới gì nè ha. Nhưng mà khi mà gỡ về nó bị chày. Đắt đời bánh căm thì 22 đàng hoàng ha. Đó. Căm thì mới gì nè, đẹp gì nè. Ốc nổi nhưng mà phần này nó bị chày lỗi chỗ này rồi. Nhiêu đây nha bà con ha. Còn vỏ thì cái độ dày vô địch luôn. Đó, râu giữa còn hết. Bánh xe cũng vậy nè. Từ phần căm nó mới gì nè. Vỏ nè, độ dày vô địch luôn nha bà con ha. Rồi duy nhất là bánh thì cọp. Bánh này thì anh em biết ra vô super nè, tem lửa nè, anh pha lớp trắng lớp đen 110, anh pha cộng nè. Đó, vô được hết. Bánh nhỏ nha, niền trước là 1.20. Niền trước 1.20 đây nha bà con ha. Niền sau thì 1.40. Cái vỏ trước là 225 đó, vỏ của Thái Lan ghim trong xe gửi ra luôn á. Mà nó mới gì luôn nè. Vỏ IGC nè ha. 60%, ở ngoài sau 70%. Vỏ ghim made in Thái Lan đàng hoàng. Nè, made in Thái Lan thấy không? Vỏ căm đầm niền ghim theo xe. Phần má đầm thì khỏi chơi đi, má đầm bao cọp luôn. Đó, cặp bánh này á, duy nhất là nó bị
lỗi chỗ này do vận chuyển về nó bị chày thôi. Bật máy đi. Thì em bán cặp bánh này à. Cặp bánh này em bán cho 4 triệu mốt đi nha bà con ha. Phần này nó bị chày rồi. Đó, nhiêu đây nè. Thì thí dụ mình có về thì mình sơn chỗ này lại hoặc mình để luôn cũng được, sao cũng được. Nhiêu đó đó, về cho anh em tự xử lý. Em bán như là 4 triệu mốt. Bao gồm bánh trước, bánh sau, căm đùm niền, vỏ ruột, bố thắng, má đùm, kẹp càng, nhông báo tơ đề mét. Đó. Giá này có lời lắm gì đâu. Nói thiệt luôn á, vấn đề là vì 4 triệu 3 thì mình có lời. Nhưng mà nó bị chạy vậy, giờ cho anh em xử lý đi ha. Không xử lý thì để lên chạy luôn, không sao đâu. Ai, gào quá. Gào bóp rồi chưa. Cùi dĩa 450 nghe mà con ha. 3 ca mũi nữa nè. Quay ngựa 3 ca mũi 500. Đó, hàng thì hôm nay siêu cọp, anh em khỏi lo về chất lượng. Gấp cặt tê thì không có thấy chày luôn á. Gấp cặt tê rất là siêu luôn á, siêu đẳng luôn. Nè, gấp cặt tê 1.8 triệu nha bà con ha. Siêu đẳng luôn. Gắn như Super Game vừa nha, phục trước cũng siêu đẳng. Còn cái bộ cặt tê thì khỏi chơi đi ha. Không thấy chày luôn á. Bình xăng Boe chục bô này bán rồi. Bình xăng Boe xá xỉ bán rồi. Còn đầu lòng và chục bô. Đây bộ ốc cọp đây. Bộ ốc cọp bao gồm nó ốc gì đó. Nó không có ốc máy nha bà con, không có ốc áo và không có ốc máy. Hai cái cục này là nó có phần ấy. Cái hàng này là cuốn cùi dĩa này, bỏ vô cùi dĩa. Ốc hột này, còn con này ốc bô hả? Sao có con này vậy? Nói chung nó thiếu tùm lum nha anh em ha. Thiếu dữ dằn lắm, chỉ có ốc đùi thôi. Thiếu ốc áo nè, thiếu ốc máy nè ha. Nó chỉ có cúc trước, cúc sau, bát tăng sên, bát lư câu, ống chỉ, mấy cái ốc này bắt đùi sau nè ha. Ốc ghim, ghim 125 hàng cọp, trong xe tháo ra. Đó, từ bát tăng sên nè, rất là mới luôn vậy nè ha. Mới khui ra cái ché luôn, hoàn toàn là không có hoàn toàn không có rửa luôn nha, chưa rửa, chưa xịt dầu gì hết. Rồi bỏ ốc này là nhiêu bộ gì đó, là 1.7 triệu anh em coi kỹ ha. Nó chỉ có bao nhiêu ốc thôi, nó thiếu rất là nhiều. Thiếu ốc áo và thiếu ốc máy. Nó chỉ có ốc đùi sao thôi, một số con thôi, nhưng mà nó rất là giá ra tới là 1.7 triệu đó, anh em cân nhắc kia. Chứ em bán thì có nhiều là bán nhiều đó. Nè, hai con ốc bắt phuộc nữa ha. Cái này thì dặn đổ thắng ha. Rồi thì vậy đi nha bà con ha. Anh em nào mua nào này hướng Vũ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.